Hôm nay Mạnh Quỳnh xin dành một nhạc phẩm đặc biệt của Mạnh Quỳnh tặng cho tất cả những người bạn của Mạnh Quỳnh nói chung, của tất cả quý vị nói riêng, những người đã cùng chúng ta chia tay mấy trường thân yêu, bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Cánh Thư Bằng Hữu, quý vị cùng lắng nghe sau đây. Bạn tôi, những bạn tôi không nhiều lắm, có chừng 10 người. Từ khi xếp bút nghiêng, mỗi người đi một miền. Dăm tháng đôi năm mới nhận được tin, có đứa nắm vận may chỗ ngồi cao lương đầy, có người buồn số phận đắng cay. Bạn tôi cũng có người làm thuê vác mướn, cũng có kẻ bò sách đi buôn, cũng có thằng làm lính xa trường. Gọi nắng vào hè, trường xa có mẹ ra dẫn đường về, thèm lại quãng đời ngây thơ, bài học vỡ lòng khó nhớ, chưa biết phiền lâu thớ tuổi học trò. Trôi đã sơn trái nụ cười, vào đời thấy nghèo quanh co, lòng người như bài toán đố, tính toán từng số, cảm tình chia đó. Bạn tôi, những bạn tôi, ai còn mất cuốn giạt nơi nào. Nhiều khi nghĩ đến nhau, phút buồn vui chung đau, mơ ước hoa theo gấm dệt mai sau. Có đứa khóc mùa thi, mấy thằng đi không về, mỗi mùa vài khuôn mặt vắng đi. Bạn ơi, trên bước đường chiều nghiêng nắng khoai, trong giấc ngủ lòng ánh trăng soi, có nhớ tình bạn đã xa rồi. Dẫn đường về, thèm lại quãng đời ngây thơ, bài học vỡ lòng khó nhớ, chưa biết phiền lo lúc tuổi học trò. Bốn ba tháng ngày đi miệt mài, nỗi trôi đã sơn trái nụ cười, vì nghe
nghèo quá nhiều quanh co, lòng người như bài toán đố, tính toán từng số, cảm tình hơn thua. Bạn tôi, những bạn tôi, ai còn mất cuốn dạt nơi nào? Nhiều khi nghĩ đến nhau, phút buồn vui chùm đau, mơ ước hoa theo gấm dệt mai sau. Có đứa khóc mùa thi, có thằng đi không về, mỗi mùa vài khuôn mặt vắng đi. Bạn ơi, trên bước đường chiều nghiêng nắng khoai, trong giấc ngủ lòng ánh trăng soi, có nhớ tình bạn đã xa rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.